Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 28,34 điểm, tương đương giảm 0,1%, còn 29.210 điểm. Chỉ số S&P 500 tụt 0,3%, còn 3.577 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,09%, còn 10.417 điểm. Đã có thời điểm trong phiên giao dịch, các chỉ số xanh nhẹ và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm sau khi Fed công bố biên bản cuộc họp tháng 9 của Ngân hàng Trung ương này. Biên bản cho thấy Fed dự kiến tiếp tục tăng lãi suất và duy trì ở mức cao cho tới khi lạm phát cho thấy tín hiệu giảm nhiệt. Chứng khoán châu Âu và thế giới nói chung cũng giảm điểm trong phiên 12 tháng 10. Chỉ số Stoxx 600 của thị trường châu Âu mất 0,53%, trong khi MSCI All Country World Index của chứng khoán toàn cầu giảm 0,31%. Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô giảm phiên thứ ba liên tiếp dưới áp lực từ sự tăng giá của đồng đô la, lãi suất tăng và nỗi lo nhu cầu tiêu thụ dầu sẽ giảm sút nếu xảy ra suy thoái kinh tế. Việc giá dầu liên tục giảm từ đầu tuần đến nay đã đảo ngược đà tăng trong tuần trước sau khi OPEC cộng cắt giảm sản lượng. Lúc đóng cửa, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 2%, còn 92,27 đô la một thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 2,3%, còn 87,27 đô la một thùng.